Bà, sao gọi là bên trong tự chứng tắc kia nên biết có bốn chủng tướng? Nếu ở nơi giải thoát của bậc hữu học chuyển thì bên trong tuệ đạt đến chứng đắc hai chủng tướng. Ta đã tận dứt các hành sanh khởi trong các đường ác, hoặc ta đã tận trừ các hành hữu lậu, các hành hậu hữu còn lại sanh khởi, hoặc 7 lần sanh, hoặc 2 lần sanh, hoặc 1 lần sanh. Lại đạo ta đã trụ, năng tận rốt ráo không thối chuyển. Nếu ở nơi giải thoát của bậc vô học chuyển thì bên trong tuệ chạm đến chứng đắc hai chủng tướng như vậy. Ta đã tác chứng đoạn, việc cần thiết còn lại là đoạn trừ tất cả phiền não sót thừa. Và này ta hãy còn không sót lại 1 lần sanh, huống là 2 hay 7. Lại tùy ý lạc mà năng vì người như thật trả lời. Như vậy gọi là bên trong tự chứng đắc. Lại nữa, tức giải thoát kia có hai chủng pháp dẫn đầu. Một, pháp kiến dẫn đầu. Hai, pháp quả đạo dẫn đầu. Pháp kiến dẫn đầu do từ thành âm thuyết dạy chánh pháp của người phát khởi như lý tác ý diệu thiện do văn tư tu mà thành giải thoát phương tiện kia và bên trong tự chứng đắc lực tăng thượng. Nếu chưa nhập chánh tánh ly sanh thì năng nhập chánh tánh ly sanh, đắc kiến như thật, chánh kiến xuất thế. Pháp quả đạo dẫn đầu đã đắc chánh kiến như vậy vì đã có phiền não xuất thừa, lại khởi chánh tư duy còn lại, hoặc đồng thời sanh hoặc thời sau sanh pháp đạo dẫn đầu. Lại nữa, vì muốn chứng đắc giải thoát chỗ chưa chứng đắc nên quán sát tám sự, đó là ở trong các hành quán sát ái vị, quá hoạn xuất ly và quán sát văn tư lực tư trạch kiến đạo tù đạo. Và trong các hành khi quán sát ái vị năng khéo thông đạt sở hữu tự tướng các hành ái vị, khi quán sát quá hoạn của các hành năng khéo rõ biết quá hoạn cộng tướng của phần vị bà thọ, biết được trong ấy rất ít các ái vị, nhiều các quá hoạn. Như vậy rõ biết ái vị nhiễm trước tương ưng cùng nhiều cộng tướng của các quá hoạn rồi. Và trong tất cả hành chỗ có ái vị, tùy chỗ sanh khởi dục tham phiền não, liền năng trừ khiển chế phục, đoạn diệt xả bỏ. Ở đây dục tham không hiện hành gọi là đoạn diệt, không phải vĩnh viễn ly dục mà gọi là đoạn diệt. Lại nơi sự kia tâm chưa giải thoát thì năng ở nơi tùy miên rốt ráo siêu vượt cho đến vĩnh viễn ly dục tâm đắc giải thoát. Đây là một quán sát sai biệt thứ nhất. Lại người tu tập lúc đang quán sát các hành kia trước dụng tuệ do văn mà thành tựu, như nương a hàm nên rõ biết các hành thể là vô thường nên khổ, khổ nên không và vô ngã. Vị kia thuận theo thánh giáo như vậy mà thắng giải, như vậy thông đạt. Đã thông đạt rồi, lại dụng tư duy tương ứng với thúc đẩy vượt qua cho đến thành tựu tác ý vi tế. Ở nơi cảnh kia rõ biết như thật, do lực thông đạt, rõ biết tăng thượng như vậy. Nếu phiền não hiện hành tương ứng với kia thì dụng như thật quan sát chỗ có lỗi lầm tai họa ở hiện pháp đường lai, do lực tư trạch làm chỗ nương, giả sử phiền não lại sanh khởi cũng không đắm trước, tức liền xả đi. Vị kia nêu rõ biết thông đạt và lực tư trạch như vậy, nhờ thực hành tu tập năng nhập chánh tánh ly sanh, đã nhập chánh tánh ly sanh, nhờ lực tu đạo dần dần lìa các dục. Như vậy vị kia trước dụng hai chủng lực tư trạch và kiến đạo tùy chỗ thích hợp đoạn các phiền não, đó là không hiện hành đoạn và một phần đoạn, do dụng lực tu đạo nên được rốt ráo ly dục, cũng tức do hai chủng trước dần dần ly dục tham, do lực tu đạo mà tầm đắc giải thoát. Lại nữa, có hai chủng quả phiền não đoạn và quả khổ diệt. Một, các quả kiến sở đoạn được chứng kia nên năng tự rõ biết. Ta đã vĩnh viễn tận diệt địa ngục bằng sanh quỷ thú, ta này chứng đắc pháp dự lưu không còn thối đoạn, cho đến nói rộng. Hai, quả tu sở đoạn do chứng kia năng tự rõ biết, ta này đang tạm ngưng thần cuối cùng, hữu thần thứ hai vĩnh viễn không chuyển trở lại. Lại có hai chủng khổ diệt. Một, khổ diệt do hiện tại làm nhân vị lai. Hai, khổ diệt do quá khứ làm nhân hiện tại. Lại có hai chủng khổ diệt. Một, khổ diệt của tâm. Hai, khổ diệt của thân. Lại có hai chủng khổ diệt, một khổ diệt của hoại khổ và khổ khổ, hai khổ diệt của hành khổ. Lại có hai chủng khổ diệt, một khổ diệt của nghiệp quả phi ái, hai khổ diệt của nghiệp quả khả ái. Lại có phần ít các thánh đệ tử đã được sống tích kiến đế, tuy đã vượt qua sự hãi sợ khổ nơi các ác đạo, nhưng vì chưa vĩnh viễn tận diệt tất cả kiếp, nên tâm vẫn còn hãi sợ hữu sanh lão tử ở đời tương lai như các dị sanh. Vì đoạn trừ kia nên năng phát khởi vui muốn mãnh lợi cho đến chánh niệm và không phóng dật sinh tu quán hành. Lại nữa, ngu phu có hai chủng tướng, những gì là hai, một đối với điều nên cầu mà không như thật biết,
Hai, đối với điều không nên cầu lại phát khởi mong cầu. Những gì gọi là điều nên cầu đó là niết bàn, các hành vĩnh viễn diệt mà các ngu phu lại không vui muốn ở đời đường lại các hành chẳng sanh. Lại ở nơi các hành sanh chỉ thấy vui thích hân hoan, do nhiều duyên đầy đối với điều nên cầu và sở hữu các thứ khổ do các hành sanh khởi không người thật biết. Những gì gọi là điều không nên cầu mà lại phát khởi mong cầu. Điều không nên cầu là các lão bệnh tử không ưa mà gặp nhau, yêu thương mà chia lìa, những điều mong cầu không toại ý, khiến phát khởi trùng trùng nhiệt não, sầu thán, yêu khổ. Đối với các hành sanh khởi như vậy, kia lại sanh vui thích hân hoan. Ở nơi sanh là gốc tất cả các hành, khởi sâu vui đắm. Ở nơi sanh là gốc sở hữu các nghiệp, thì gây tạo trường nhóm. Do nhân duyên đây, nơi hữu sanh khổ và sanh là gốc của già bệnh chết, các thứ khổ sai khác không được giải thoát. Như vậy gọi là điều không nên cầu mà lại sanh khởi mong cầu. Lại nữa, ở trong các hành có bốn điều quyết định: một, quyết định vô thường; hai, quyết định khổ; ba, quyết định không; bốn, quyết định vô ngã. Một, sao gọi là các hành quyết định vô thường? Do ba chủng tướng nên biết các hành quá khứ, vị lai hãy còn quyết định vô thường, hà huống hiện tại. Những gì là ba? Vì trước không mà có, vì trước có mà không, vì sanh khởi và tận diệt tương ưng. Nếu hành vị lai trước chưa có mà quyết định chẳng phải có, được lẽ chẳng phải trước không mà ngay có. Như vậy ứng với chẳng phải quyết định vô thường, do kia lúc trước thi thiết chẳng phải có làm dẫn đầu, thời sau mới có, cho nên các hành vị lai quyết định vô thường. Nếu hiện tại theo duyên hành sanh rồi quyết định có, tức lẽ chẳng phải trước có mà nay không, các hành vị lai liền ứng với chẳng phải quyết định vô thường. Các hành hiện tại cũng ứng với sanh khởi tận diệt, không cùng tương ưng. Do hành hiện tại theo duyên sanh rồi chẳng phải quyết định có, lấy có làm dẫn đầu thi thiết chẳng phải có, cho nên các hành quá khứ quyết định vô thường. Như vậy các hành hiện tại nhân hành vị lai trước không mà có, nhân hành quá khứ trước có mà không, do đây thì thiết sanh khởi tận diệt tương ưng. Cho nên nói rằng nên biết các hành quá khứ với vị lai quyết định tánh vô thường, hà huống hiện tại. Đây gọi là các hành quyết định vô thường. Hai, sao gọi là các hành quyết định tánh khổ? Các hành quá khứ với vị lai còn là phát sanh khổ, hà huống hiện tại. Vì cớ sao? Các hành quá khứ là khổ đã qua, các hành vị lai là khổ chưa đến, các hành hiện tại là khổ đang hiện tiền. Đây gọi là các hành quyết định tánh khổ. Ba, sao gọi là các hành quyết định tánh không? Các hành quá khứ vị lai còn quyết định tánh không, hà huống hiện tại. Vì cớ sao? Các hành vị lai tánh nó chưa có, do đây nên không. Các hành quá khứ tánh nó đã diệt, do đây nên không. Các hành hiện tại tuy có chưa diệt, vì thắng nghĩa đế tánh tự xa lìa, do đây nên không, nên gọi là các hành quyết định tánh không. 4. Sao gọi là các hành quyết định vô ngã? Các hành quá khứ vị lai còn quyết định vô ngã, hà huống hiện tại. Vì cớ sao? Các hành vị lai chẳng phải tướng ngã vì chưa hiện tiền, các hành quá khứ chẳng phải tướng ngã vì đã diệt qua rồi, các hành hiện tại đang hiện tiền chẳng phải tướng ngã vì đang hiện tiền, cho nên các hành quyết định vô ngã. Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định vô thường: một, do đời quá khứ đã hoại diệt; hai, do đời hiện tại vị lai là lẽ pháp hoại diệt. Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định là khổ: một, vì pháp sanh khổ; hai, vì tánh bà khổ. Các tướng khổ đây nên biết như trước đã rộng thuyết. Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định là không: một, vì sẽ rốt ráo lìa tánh không; hai, vì về sau mới lìa tánh không, rốt ráo lìa tánh không, vì trong các hành tánh ngã ngã sở rốt ráo không vậy, về sau mới lìa tánh không, vì tất cả phiền não đã đoạn, trong tầm giải thoát tất cả phiền não thảy đều không. Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định vô ngã: một, vì các hành thuộc chủng chủng tánh bên ngoài; hai, vì các hành từ các duyên sanh không tự tại. Lại do 10 tướng nên biết các hành có bốn tướng quyết định như vậy: do tướng pháp tánh tương ưng bại hoại, biến đổi biệt ly, tướng không đáng vui không an ổn, tương ưng với tướng đổi khác chia lìa. Hết thảy tướng như vậy như trong thành phản địa đã rộng phần biển. Lại nữa, nương đạo xuất thế tù tác ý có 5 phẩm giới lìa hệ buộc: một, đoạn giới; hai, vô dục giới; ba, diệt giới; bốn, hữu dư y niết bàn giới; năm, vô dư y niết bàn giới. Tức là đoạn các hành kiến đạo sở đoạn gọi là đoạn giới, đoạn các hành tù đạo sở đoạn gọi là vô dục giới. Tức đây chỉ là hữu dư y gọi là hữu dư y niết bàn giới,
Đây nương diệt gọi là diệt giới, cũng gọi là vô dư y niết bàn giới. Tức năm giới đây, do tất cả hành vĩnh viễn tịch tĩnh, gọi là các hành dừng, do ngã ngã sở ngã mạn chấp trước cùng tùy miên đều xa lìa gọi là không, do tất cả tướng đều xa lìa gọi là vô sở đắc. Ở trong đoạn giới, tất cả tùy tuệ pháp thượng hữu lậu, chỗ có tham ái đều xa lìa gọi là ái tận. Ở vô dục giới, chỗ có dục tham đều xa lìa gọi là vô dục. Ở trong diệt giới và ở trong hữu dư y, vô dư y niết bàn giới, nhiều chỗ thích hợp vì đều vĩnh viễn diệt, vì đều tịch tĩnh, thì theo thứ lớp gọi là diệt cũng gọi là niết bàn. Lại ở đoạn giới chưa đắc vì khiến đắc nên siêng tu tập, gọi là ở các hành tu nhàm chán. Ở vô dục giới chưa đắc vì khiến đắc nên siêng tu tập, gọi là ở các hành tu đi dục. Ở diệt giới chưa đắc vì khiến đắc nên siêng tu tập, gọi là ở các hành tu diệt. Lại nữa, vì sinh tu tập tâm giải thoát có hai chủng thứ lớp. Một, thứ lớp trí. Hai, thứ lớp quả trí. Một, sao gọi là thứ lớp trí? Ở trong các hành do tư trạch đạo lý, các hành kia sanh diệt, trước khởi trí vô thường. Về sau, ở hành tương ưng sanh quán là pháp sanh, pháp lão, cho đến pháp yếu khổ, nhiệt não. Do nhân duyên đầy tất cả đều khổ, trong đầy trước đường trí vô thường, về sau pháp sanh trí khổ. Lại các hành kia vì là pháp sanh cho đến là pháp nhiệt não, chính là đạo lý duy khởi tướng hành sanh tử, xoay vần lưu chuyển không được tự tại cho nên không có ngã. Trong đây trước nương trí khổ, về sau pháp sanh trí vô ngã. Như vậy quán vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã, gọi là thứ lớp trí. Hai, sao gọi là thứ lớp quả trí, tức là nhàm chán đi dục, giải thoát, khắp giải thoát. Sao gọi là nhàm chán? Vì có đối trị hiện tiền nên phát khởi tưởng nhàm chán trái liền, khiến các phiền não không hiện hành trở lại. Sao gọi là ly dục? Do tâm tu tập nhàm chán, tuy không tác ý tư duy đối trị, nhưng ở nơi tất cả pháp cảnh sự đáng yêu tiếc nhiễm đắm, tham không hiện hành. Đây do lực canh phòng đoạn tăng thượng. Sao gọi là giải thoát? Tức ở nơi đối trị canh phòng đoạn đây, nhiều tu tập, vĩ viễn nhổ hẳn cốc tùy miên. Như vậy gọi là nhàm chán ly dục, giải thoát có sự sai khác thứ nhất. Lại có sự giải thích khác. Ở vị đoạn giới, nhàm chán đã đạt đến thành tựu tròn đầy, gọi là nhàm chán. Tức nương nơi nhàm chán đầy, trừ phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ở các địa giới còn lại, khi đắc ly dục, thì thiết kiến lập vị ly dục, gọi là ly dục. Ở phi tưởng, phi phi tưởng xứ, khi đắc ly dục, thì thiết kiến lập vị giải thoát, gọi là giải thoát. Đây gọi là nhàm chán, ly dục, giải thoát có sự sai khác thứ hai. Sao gọi là khắp giải thoát? Do phiền não tạp nhiễm giải thoát như vậy, nên các khổ tạp nhiễm như sanh cũng khắp giải thoát, gọi là khắp giải thoát. Như vậy, do được tăng thượng của trí ở trong các hành khởi nhàm chán, do tu tập nhàm chán nên đắc ly dục, do tu tập ly dục nên đắc giải thoát và khắp giải thoát. Như vậy gọi là thứ lớp của trí. Trong đây lại có bốn chủng tà chấp. Những gì là bốn? Một, tà chấp, kiến tà chấp. Hai, mạn tà chấp. Ba, bên trong tự tà chấp. Bốn, do người dạy khiến tà chấp. Kiến tà chấp ở trong các hành chấp ngã ngã sở, do đây chướng ngại hiện quán đế. Mạn tà chấp ở trong các hành khởi chấp ngã mạn, do đây chướng ngại đoạn trừ phiền não tù sở đoạn. Bên trong tự tà chấp, tức là một mình ở chốn không nhàn, phân biệt bất chánh làm chỗ nương, chấp có thật ngã hoặc kiến tà chấp hoặc mạn tà chấp. Lại ở bên trong khởi phân biệt bất chánh chấp ngã ngã sở, gọi là bên trong tà chấp, cũng gọi là không do người dạy khiến tà chấp. Người dạy khiến tà chấp, do người dạy khởi tà chấp trước, cho đây là ngã. Đây là ngã sở, ngã mạn hành chuyển. Như vậy vì tất cả tà chấp trên vĩnh viễn đoạn nên gọi là quả trí. Lại nữa, do ba chủng tướng nên biết các hành không phải thường, không phải đoạn. Những gì là ba? Một, dụng hành vô trụ làm nhân. Hai, nhân sanh rồi không trụ. Ba, các hành vị lai tánh nhân diệt. Trong đây vì các hành nhân vô thường, vì nhân sanh rồi trụ chẳng thể đắc, nên biết các hành không phải thường. Các hành năng sanh, tánh nhân hiện tại diệt, nên biết các hành không phải đoạn. Lại có bốn duyên năng khiến các hành chuyển, chuyển, điều chuyển. Những gì là bốn? Một, nhân duyên. Hai, đẳng vô gián duyên. Ba, sở duyên duyên. Bốn, tăng thượng duyên. Bốn duyên đây được có hai chủng. Một, nhân. Hai, duyên. Chủng nhân chỉ là nhân duyên, ba chủng còn lại chỉ là duyên. Lại, nhân duyên là chủng tướng các hành, đẳng vô gián duyên là sáu thức trước và pháp tương ưng đẳng vô gián diệt, là sáu thức sau và pháp tương ưng đẳng vô gián sanh. Sở duyên duyên là năm thức thân
lấy năm cảnh riêng khác làm sở duyên. Thức thần thứ sáu lấy tất cả pháp làm sở duyên. Tăng thượng duyên là năm thức lấy sở ý nhãn mỗi mỗi riêng khác làm tăng thượng duyên và lấy năng sanh tác ý làm tăng thượng duyên. Ý thức thân lấy bốn đại chủng thân và năng sanh tác ý làm tăng thượng duyên. Lại nghiệp được gây tạo trước kia, nhìn về hướng quả ái phi ái sanh khởi nên biết cũng là tăng thượng duyên. Lại tương đương như vậy, nhìn về hướng của đạo, đạo nhìn về hướng đắc niết bàn nên biết cũng là nhiếp thuộc tăng thượng duyên. Lại nữa, do ba chủng sự, hai chủng tương ưng mà năng quan sát tạp nhiễm thanh tịnh. Sao gọi là do ba chủng sự mà năng quan sát tất cả tạp nhiễm thanh tịnh? Một, quan sát nhân duyên tạp nhiễm ở trong các hành, tức là quán ái vị ở nơi kia là ái vị. Hai, quan sát nhân duyên thanh tịnh ở trong các hành, tức là quán quá họa ở nơi kia là quá họa. Ba, quan sát thanh tịnh ở trong các hành, tức là quán xuất ly ở nơi kia là xuất ly. Tất cả như vậy tóm lược chung là một, gọi là do ba sự mà quan sát tất cả tạp nhiễm thanh tịnh. Sao gọi là do hai chủng tướng mà năng quan sát tất cả tạp nhiễm thanh tịnh? Một, do tánh như sở hữu. Hai, do tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu ở trong các hành hoặc ái vị hoặc quá họa hoặc xuất ly, tánh tận sở hữu như ở trong các hành, tận sở hữu ái vị, tận sở hữu quá họa và tận sở hữu xuất ly, trong đây quan sát các hành làm duyên sanh khởi là sanh khởi hỷ, gọi là ở nơi kia ái vị. Lại ái vị đây rất là nhỏ hẹp, như vậy do hai chủng tướng mà quan sát tánh như sở hữu, chỗ gọi là ái vị. Lại quan sát các hành là pháp vô thường khổ biến hoại, gọi là ở nơi kia quá hoạn. Lại quá hoạn đây rất là rộng lớn, như vậy do hai chủng tướng mà quan sát tánh như sở hữu, chỗ gọi là quá hoạn. Lại quan sát ở trong các hành dục tham tận diệt, dục tham đoạn trừ, dục tham xuất ra, gọi là ở nơi kia xuất ly. Lại xuất ly đầy tịch tĩnh không gì vượt hơn, do giá hữu an ổn. Như vậy do hai chủng tướng mà quan sát tánh như sở hữu, chỗ gọi là xuất ly. Lại tức ái vị đầy, tức quá hoạn đầy, tức xuất ly đầy ở trong các hành, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc xa, hoặc gần, quan sát tỉ mỉ, sâu xa, nên biết đây gọi là ở nơi các hành quan sát tánh như sở hữu, chỗ gọi là ái vị, quá hoạn, xuất ly. Lại vì rõ biết thể tánh của ba sự như vậy, nên biết ba nhóm hữu tình sai khác. Một, nhóm nhiễm trước các dục. Hai, nhóm xa lìa cao dục. Ba, nhóm địa hệ buộc của các dục. Ở nơi ba nhóm đây lại có ba chủng thế gian ngu si: một, trời thế gian; hai, sa môn bà la môn; ba, các trời người. Ba chủng thế gian như vậy do ba nhân duyên mà được an lập: một, do được sự tự tại và thanh tịnh tự tại, đó là hoặc ma hoặc phạm thế gian; hai, do sinh tu đắc nhân kia, đó là hoặc sa môn bà la môn; ba, do hướng đến chủng chủ nghiệp nhân quả, đó là hoặc các trời người. Lại ở ba chủng đây để chỗ thích hợp năng tác chứng đoạn địa bốn tâm tiền đạo, có hai chủng đạo, đó là đã nhập kiến địa và ở nơi tu đạo bậc cao hơn, an trụ nhiều tu tập. Lại hai chủng đạo đây có bốn chủng tướng mà quả là tầm giải thoát: một, tướng giải thoát khỏi tham sân phược; hai, tướng xuất ly đoạn diệt dục tham; ba, tướng lìa hệ buộc của chín kiết; bốn, tướng giải thoát các khổ sanh. Trong đây ba tướng trước hiển thị nhân xứ giải thoát phiền não, một tướng sau hiển thị quả xứ giải thoát khỏi các khổ. Nghĩa đây cũng thí như có người trong nhà lao bị giam cầm trói cột bởi chủng chủng vật, hoặc bằng cây, hoặc bằng dây, hoặc bằng sắt, lại sai khiến người khác cảnh giữ, hoặc giả sử từ ngục kia trốn thoát đi xa mà bị bắt trở lại, hoặc chẳng thể cử động hà hướng trốn thoát, hoặc tại chỗ giam cầm tối tâm đưa vào chủng chủng các dục vi diệu khả ái, khiến kẻ kia tự nhiên sanh tâm vui thích, chấp đắm không muốn trốn thoát. Như vậy kẻ kia bị sự trói cột của tất cả chủng vật, bị sự nắm giữ chặt chẽ của các phương tiện khéo, bị sự giam cầm kiên cố của lao ngục, lại bị kẻ oán tùy muốn mà giả hại, hoặc đánh đập, hoặc cắt xẻo, hoặc dùng gậy đánh, hoặc đoạt mạng. Nếu kẻ kia đang thoát khỏi bốn sự trói buộc trên, cũng đồng nghĩa từ tất cả chỗ giam cầm mà được giải thoát. Như vậy ba chủng hữu tình thế gian ngu si kia bị sự giam cầm trói cột của chủng chủng trói buộc, nên biết thí như bị sự nắm giữ chặt chẽ của tham sân si phược, thế như tầm tư bất chánh sanh khởi và phiền não tùy miên trừ nhổ tận gốc. Vì nếu tầm tư bất chánh sanh khởi, cử động còn chẳng thể hào hứng trốn thoát, tức đắc ly dục,
Vì nếu phiền não tùy miên chưa nhổ tận gốc, tùy dụng phương tiện đạo thế gian trốn thoát cho đến hữu đảnh vẫn bị bắt giữ trở lại. Trùng trùng các dục vi diệu khả ái kia, thí như chín kiết, do kiết kia khiến tự nhiên vùi đắm nơi sanh tử, ở nơi tự thân bị giam cầm không muốn trốn thoát. Kẻ kia như thế, bị sự trói buộc rất kín sâu của trùng trùng và phược, bị sự trói buộc rất kín sâu của phương tiện phược khéo, bị sự trói buộc rất kín sâu của ngục phược rất kiên cố, lại bốn mạo oán tùy theo chỗ ham muốn vui thích, đem binh lính sanh khổ mà ra hại. Nếu năng từ phược kia mà khéo đắc giải thoát, liền năng gọi là từ tất cả phược mà được giải thoát.